Mình chào các bạn nha. Các bạn xem cá ăn cùng mình tí nha các bạn. Lâu quá mình không có quay lại cá rô cho các bạn xem nữa. Bây giờ dịch lâu quá các bạn, chưa bớt nên mình cũng ít có nuôi cá rô, nên mình dạo này mình ít có quay cho các bạn xem đó. Để qua dịch có giống rồi này kia mình mới nuôi được có cám nữa các bạn. Giờ mình tập trung qua nuôi ốc. Ốc thì mình không có lo sợ, không có sợ như giống như cá rô phải lo thức ăn nha các bạn, mà nó ốc thì mình dễ bán nữa, nó gọn gàng nữa. Mình nuôi ốc có nhiều, các bạn nhớ làm theo cách giống hôm bữa mình nói các bạn, làm cái bảng xong mình để ở trước nhà mình, rồi mình có nhiều thì mình để những cái đầu hẻm ngõ ngách chỗ khác nữa, thì người ta điện mình không có đủ bán đâu nha các bạn. Ốc dễ bán lắm. Ở chỗ mình giờ nuôi mình chưa có đủ cung cấp cho người ta các bạn, đa dạng quá trời luôn mà nuôi không đủ, chưa đủ để bán cho người ta. Mà giống á, ốc giống với ốc bố mẹ mình bán dòng cho sớm, chứ mình không có bán cho xa được. Các bạn mua con giống hay là ốc bố mẹ ở xa nó khác cái nguồn nước, về các bạn nuôi thất bại không thành đâu. Chỉ có mua trứng thì mình mua đâu cũng được hết á, mua xa cái nào cũng được hết, về mình ốc rồi mình tiễn từ từ nha các bạn. Các bạn xem mình cho cái gỗ ăn chút xíu rồi mình quay lại cái hồ ốc, cái hổ con của mình đang dưỡng đó các bạn. Con tay mình cầm quay lên khó các bạn, cho cá vô ăn mà mình vừa quay mình vừa cầm quay khó lắm, ăn không có được sung. Các bạn thấy cá ăn như vậy là cá nó mới khỏe nha các bạn, nó ăn đều hết. Các bạn nuôi cá rô á, chỗ nào chưa hiểu lắm thì bình luận hỏi mình trả lời giúp các bạn nha. Các bạn nuôi cá rô, các bạn bắt giống 1 kg 200 con thì nó trung bình vậy đó, thì nó tốt. Mình mới bắt về mình cho ăn cám 2 ly được nè các bạn. Mà các bạn nhớ là đừng bao giờ cho ăn nhiều quá nha các bạn. Mỗi một ngày vậy đó thì các bạn cho ăn 2 buổi thôi, buổi sáng buổi chiều thôi, không cần quy định giờ đâu, là cá nó quen à. Mà các bạn hỏi mình cho ăn đều lượng sao á, thì cái đó thì mỗi người, cá của mình nuôi thì mình mới tự biết được, chứ mình không hỏi người ta được nha các bạn. Mình không cần phải điều lượng, chỉ cần mình cho ăn, mình theo dõi là mình biết cá mình ăn mạnh hay ăn yếu. Chứ giống như cá nó ăn mạnh quá mà các bạn cho ăn ít thì sao mà nó ăn đủ được. Rồi cá ăn yếu quá thì các bạn cho ăn nhiều quá thì nó dư rồi làm sao được nha các bạn. Nên cá ăn mạnh ăn yếu là do cá thôi, mình theo dõi mình mới biết, chứ không phải là điều lượng được nha các bạn. Rồi thời tiết nữa, có nhiều khi mưa quá nó cũng ăn ít lắm nha các bạn. Các bạn nuôi theo dõi cho nó ăn vừa vừa thôi, đừng bao giờ để cho dư cám nha các bạn. Mà cho ăn cám dư cám nhiều ngày lâu ngày là con cá nó bỏ ăn luôn nha các bạn. Nó ngán á, là tự động nó bỏ ăn luôn, rồi nó ốm nó nuôi chai cá luôn, chứ không phải cho ăn nhiều là tốt đâu nha. Mà cá đã chai rồi các bạn lấy lại khó lắm nha các bạn. Mình cứ nuôi cho ăn vừa vừa phải đó, trung bình bình thường như hoài là được, đừng để cho cám dư. Cám dư nó tác hại rất là lớn nha các bạn, tại vì cám cá giá nó rất cao, mà các bạn cho ăn dư là nó
nó mắc đi cái chi phí cao nè, rồi nó làm dơ nước hồ mình nhiều nữa, mình phải thay nhanh nữa nên nó không có tốt. Rồi các bạn cho ăn nhiều á, nó dư rồi nó tự động nó bỏ ăn luôn. Còn các bạn cho ăn vừa vừa, nó ăn vừa đủ no đổ lại thôi, không bằng no lắm cũng được nữa, rồi mình ngưng. Như vậy đó thì lúc nào nó cũng thèm ăn hết đó. Mà cá rô thì các bạn nuôi các bạn nhớ là đừng bao giờ bỏ cái thủy sinh hay bỏ bất cứ cái gì vô cái hầm cá rô của mình nha các bạn. Mình nuôi chơi, mình nuôi thưa thì mình muốn bỏ gì cũng được, còn mình nuôi kinh doanh, mình nuôi số lượng dày đặc thì đừng nên bỏ thủy sinh gì cái gì vô hết á. Có bèo cám thì bỏ vô cho nó ăn thôi, các bạn bỏ bèo cám vô chút xíu nó ăn sạch hết chứ không có phải là thủy sinh gì nha các bạn. Còn mà ốc sên, rồi ốc ma, rồi ốc bu vàng, rồi cá tạp rồi này kia, các bạn có càng nhiều càng tốt. Các bạn nuôi số lượng nhiều thì các bạn bỏ vô cối, các bạn xây chung với rau, xây chung với rau, rồi các bạn bỏ thêm một ít cắm bắp hay hoặc cắm gạo vô để cho nó dính dính sệt sệt lại đó các bạn. Rồi mình cho nó ăn đơn giản vậy thôi à, dung quế rồi đó cũng được. Mà mình nuôi ít ít á thì dung quế rồi mình dục cho nó ăn nguyên con luôn cũng được nha các bạn, tự động xuống dưới nó xé nó ăn hết à. Để mình quay qua cái hồ ốc con của mình hôm bữa mới nở mình dưỡng cho các bạn xem nha. À, các bạn bữa giờ mình chưa thay nước mình cho nó ăn lá bạc hà á các bạn. Nè các bạn thấy mới nở mình thả hôm bữa, bữa nay nó to vậy nè. Nó các bạn thấy bóng lưỡng đen thui ha. Nè các bạn thấy toàn là lá bạc hà không nè, nó ăn còn cái sơ không nè các bạn. Đó. Bởi vì mình trồng lá bạc hà là mình rất là thích luôn nha các bạn. Lá bạc hà rất là có lợi luôn các bạn ơi, mình nuôi ốc nó có lợi đủ thứ hết. Lá non mình cho ốc nhỏ ăn, lá to mình cho ốc lớn ăn, cái cọng thì mình ăn, rồi ăn hết thì mình bán. Các bạn thường xuyên mỗi buổi sáng các bạn đi chợ các bạn cắt theo, đem theo một mớ gì đó, vài bó gì đó, đem ra chợ rồi mình đưa cho người ta, rồi người ta đưa tiền cho mình nè, mấy người quen của mình hàng ngày á, rồi mình lấy tiền đó thì mình muốn ăn gì mình mua đó mình ăn, cũng có tiền sống được trong ngày nha các bạn. Nên mình nuôi bạc, mình trồng lá bạc hà thì rất là tốt luôn, chỉ cần trồng một lần thôi các bạn xài mãi mãi luôn, nó không chết chóc, nó không có, nó rất là dễ. Còn các bạn nói cây mùng cái gì đó ở ngoài Bắc, cây mùng cái gì đó nghe các bạn, thì chắc là mình nghĩ cây mùng gì đó là không phải cái cây bạc hà này đâu nghe. Tại vì cây mùng đó mình nghĩ là cây đó cái thân nó to cao lắm mà cái lá nó xanh đậm lắm nha các bạn, đúng không? Mà cái lá đó thì để cho nấu ra cho heo gà đồ ăn thôi, chứ sống nó cũng không ăn được hay sao á, nó hơi ngứa đúng không các bạn? Như vậy là không cho ốc ăn được nha các bạn. Giống như cây môn cũng vậy nữa, mà môn ngọt á thì mình cho ăn được, cho ốc mình ăn được, còn môn ngứa cũng không cho ăn được nha các bạn. Lá đu đủ cũng vậy, lá đu đủ các bạn cho nó ăn chút chút thôi, đừng cho nó ăn thường. Nó mấy cái thứ đó, cái thứ ngứa với cái lá đu đủ rồi đó, cây mùng gì á mình cũng nghe nó ngứa ngứa đó, là các bạn cho ăn nhiều là con ốc ngậm miệng bỏ ăn là đi luôn á, không có tốt. Con nghe các bạn, chỉ có lá bạc hà là tốt cho ốc nhất nè, ăn vừa mát vừa khỏe con ốc, mà con ốc nó rất là thích ăn nữa nghe các bạn. Nó các bạn thấy nó ăn ốc mới nở có mấy ngày đâu mà nó ăn bạc hà hết trơn nè các bạn. Nó giống như cái cọng vậy nè, nó mình cho ăn nguyên cái lá còn cái cọng sơ vậy nè, nó dễ ăn lắm. Ốc mới nở thì mình cho ăn cái lá non lá nhỏ, còn ốc to thì mình cho ăn lá bự nè các bạn. Thấy nó ăn thấy mời không? Nó các bạn thấy mình bữa mình có quay cho bạn xem đó, bữa nay mới mấy ngày mà các bạn thấy nó ốc nó phát triển đẹp không, ốc bóng lưỡng hôm nay cũng to to hết rồi nè nghe các bạn.
ốc con mà các bạn để ý nó đen, nó càng đen thì nó càng phát triển mạnh nha các bạn. Ốc con á càng đen mà các bạn nhìn thấy bóng như vậy nè là nó phát triển mạnh lắm. Mình cho cái gì thức ăn xuống là nó đeo, nó bu, nó ăn gì đó là rất là tốt luôn nha các bạn. Đó, các bạn thấy nó đeo ăn nhìn đã không? Nó mình mới ấp ra thì mình làm cái hồ nhỏ xíu vậy nè các bạn, để mình chăm nó cho nó dễ. Xong rồi mình thả xuống ao to thì con ốc nó mạnh, nó bơi lội rất là khỏe, nó là mình nuôi nó đạt à. Còn các bạn mới ấp ra các bạn bỏ vô hồ to luôn cũng được, nhưng mà với điều kiện là thủy sinh các bạn phải dày, phải nhiều, bỏ xuống cái lúc bỏ xuống đừng cho con ốc con mình nó chìm xuống là được, cho nó nổi lên hoặc nó nằm trên lá hoặc nằm trên thủy sinh nghe các bạn. Chứ mà các bạn vừa ấp xong bỏ vô hồ lớn mà nó chìm ngấm xuống đáy là nó không nổi lên luôn á, lên đường luôn nha các bạn. Tại mình chăm gì cho nó khỏe để mình thả xuống cho nó chắc, mình thích vậy thôi, chứ ốc này mình dư sức thả xuống ao lớn rồi nha các bạn. Ốc gì là thả ao lớn là ok lắm mày. Như bữa nay cũng cách từng hay gì vậy đó, chứ bữa giờ mình quay mình không, công việc lu bu quá mình cũng không nhớ mấy ngày nữa các bạn. Nhưng mà ốc như vậy là mình thả xuống ao lớn là yên tâm rồi, tại nó biết bơi lội, nó biết nổi lên nổi xuống, nó bơi lội mạnh này thì mình thả đâu cũng được hết á. Tại mình muốn nuôi đây dưỡng dưỡng cho nó to to đẹp đẹp thôi, rồi mình mới bỏ thả nha các bạn. Chứ mà ốc vừa ốc ra các bạn thả xuống ao to liền mà các bạn không biết cách thả, con nào chìm xuống là con nó lên đường, chìm sâu xuống đáy là nó chết hết, nó hao hụt cao lắm. Còn mình chăm gì thì mình đạt được 90%, còn mình thả xuống ao ốc to liền mà mình thả kỹ thì nó cũng được khoảng 70-80% thôi nghe các bạn. Còn các bạn không biết cách thả, thả bị chìm nhiều quá thì nó hao dữ lắm. Ở video mình làm ngắn ngắn cho bạn xem gì giải trí giúp mình nha. Có cái gì các bạn muốn cần hỏi gì thì bình luận, mình sẽ trả lời nhiệt tình cùng các bạn nha. Xin bye bye, hẹn gặp các bạn lại những video tiếp theo nha. Các bạn xem video này xong rồi mình sẽ quay cái video hồ lớn ban đêm cho các bạn xem nha các bạn. Đi thăm ốc ban đêm mình quay lên cho các bạn xem. Bye bye các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã luôn tâm theo dõi đến kênh của mình nha. Chúc các bạn công việc luôn thành công nha.